Mến chào các bạn, hiện nay kênh đã dịch xong bộ truyện tranh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Tuy có nhiều nhóm đã dịch xong bộ truyện này, nhưng kênh vẫn muốn dịch lại để phù hợp với một số bạn thọ trì kinh Địa Tạng hàng ngày. Bản dịch của kênh được chỉnh sửa lại phù hợp với cách đọc của người Việt là đọc từ trái qua phải. Toàn bộ truyện được biên tập giống hoàn toàn với bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Vì thế, các bạn đã đọc quen kinh Địa Tạng rồi, vẫn có thể tụng dễ dàng theo quyển truyện tranh này. Đây là đặc điểm nổi bật của bộ dịch này. Ảnh của bộ truyện tranh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện để chế độ phân giải cao, in ấn rất đẹp. Bản in dùng mực không thấm nước để các bạn sử dụng được lâu dài. Mồ hôi tay vì thế không ảnh hưởng đến khi đọc tụng. Điều kiện thỉnh pháp bảo. Các bạn đọc thuộc lòng một phẩm bất kỳ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quay video chính diện, nhắm mắt chắp tay đọc kinh. Sau khi quay video xong, các bạn gửi về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com. Các bạn cho phép kênh đăng video để khuyến tấn các bạn khác học thuộc kinh. Khi thuộc một phẩm bất kỳ trong kinh Địa Tạng, các bạn sẽ được thỉnh một quyển kinh Địa Tạng, hoặc quyển thượng, hoặc quyển trung, hoặc huyển hạ. Nếu các bạn quay một video tụng thuộc ba phẩm thì được thỉnh một quyển trọn bộ kinh Địa Tạng. Nếu các bạn thuộc lòng một quyển, các bạn có thể nhận thêm một phần học bổng thuộc lòng kinh Địa Tạng giá trị 1 triệu đồng. Các bạn tham gia chương trình ấn tống này vẫn có thể tham gia chương trình khác như học bổng thuộc lòng kinh Địa Tạng, hoặc các chương trình ấn tống sau này thuộc về kinh Địa Tạng. Chúc các bạn nhanh chóng học thuộc kinh Địa Tạng để nhận được vô vàn sự lợi ích từ Tam Bảo và nhiều phần quà hấp dẫn từ kênh nhé. Kênh rất mong sớm nhận được video học thuộc lòng kinh của các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So Ha.